Thưa quý vị, đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2020 lần đầu tiên được tổ chức vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, 11 hạng mục giải thưởng đã được trao tặng nhằm vinh danh các nhà sáng tạo, các nội dung góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến với cộng đồng. Thông qua 11 hạng mục đề cử sau quá trình bình chọn, đánh giá của ban giám khảo và khán giả, 15 chiếc cúp đã được trao cho 15 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất. Kênh VTV24 News thuộc Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số Đài truyền hình Việt Nam đã đạt giải thưởng kênh thông tin của năm. Đây là hạng mục giải thưởng dành cho kênh thông tin có sự phát triển vượt bậc trong năm 2020. Chỉ sau 9 tháng hoạt động, VTV24 News đã thực hiện hơn 1.300 video tin tức, đạt 831 triệu lượt xem và hơn 2 triệu người theo dõi. Hạng mục nhà sáng tạo của năm được trao cho Nguyễn Thị Diệu Linh. Chiến dịch của năm thuộc về vũ điệu rửa tay. Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm là Angela, Tường Vi và Soi Tiết. Ở sự kiện quy tụ hàng trăm gương mặt nhà sáng tạo nội dung nổi bật và nghệ sĩ được yêu thích trên nền tảng TikTok. Đây cũng là cột mốc đánh dấu hành trình sáng tạo của TikTok tại Việt Nam trong gần 2 năm qua.